Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 69. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi luống trong buồng sâu, nơi không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn, đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giật. Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi. Các tội lỗi tôi không giấu Chúa được. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, nguyện những kẻ trông đợi Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi. Đức Chúa Trời của Israel ơi, nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại vì việc tôi. Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhuốc nhơ và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi, vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi. Tôi lấy bao gai mặc làm áo sống, bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó. Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi. Tôi là đề câu hát của những người uống rượu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn của Chúa và theo lẽ thật và sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng buồn, kẻo tôi luống chăng. Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ ghét tôi và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, vực sâu chớ nhận tôi, hầm không lấp miệng nó lại trên tôi. Hỡi Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhân từ Ngài là tốt. Tuy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đang bị gian truân. Hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó, vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn và sự nhuốc nhơ của tôi. Các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi. Tôi đầy sự khổ nhọc. Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. Tôi mong nhờ người an ủi, song nào có gặp. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy. Khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Nguyện mắt chúng nó bị tối không còn thấy, và hãy làm cho lưng chúng nó hằn run. Hãy đổ cơn thạnh nộ Chúa trên chúng nó, khiến sự giận dữ Chúa theo kịp họ. Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa. Vì chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương. Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó, chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, không được ghi chung với người công bình. Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng. Hỡi các người tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống, vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dễ những phu tù của Ngài. Nguyện trời, đất, biển và các vật hay động trong đó đều ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn và xây lại các thành Giu-đa. Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của.
dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp. Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó. Chương 2. Vậy, hỏi người kia, ngươi là ai mặc lòng? Hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đoán xét họ mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gret. Nhưng vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Giu-đa, sau cho người Gret. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp. Còn ý tưởng mình, khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình, ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo tin lành tôi. Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy. Khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu ngươi phạm luật pháp thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các điều răn của luật pháp, thì sự chưa chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Chương 17. Ngươi chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi con bò đực, hoặc con chiên có tỳ vít, hay một tật chi.
vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, đi hầu việc và quỳ lại các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu. Khi điều đó đem học cho ngươi hay, thì phải tra hỏi kỹ càng. Và nếu điều người ta nói là thật, và quả quyết có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết, nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự. Như vậy ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích, mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy đi lên chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi cùng người đang khi ấy làm quan án mà hỏi han họ. Họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. Ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và khác cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. Phải làm theo luật pháp họ dạy cho và sự phán xét họ giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. Song người nào ở cách kiêu ngạo, không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa Israel. Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói, tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên không phải anh em ngươi. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời. Vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này, kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel. Chương 18. Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Vả, này là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên: cái chẻo vai, cái hàm và cái bụng. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi, vì tại trong các chi phái ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ để người và các con trai người nhân danh Đức Jehovah châu trực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Khi một người Lê-vi ở bất luận thành nào, chỗ nào tại trong Israel mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và nếu người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình hầu việc như hết thảy anh em mình là người Lê-vi vẫn chầu trực tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, thì người sẽ có một phần lương thực bằng phần của các anh em mình,
không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuộc số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta. Các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Horeb trong ngày nhóm hiệp mà rằng: cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng này nữa, e tôi chết chăng. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: chúng nó nói có lý, ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu người nói trong lòng rằng: làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Chương 19. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp ấy, hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. Và này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ganh ghét trước, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đang giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu suốt cán trúng nhầm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành này đặng bảo tồn sự sống mình. Bằng chẳng, kẻ báo thù huyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. Vì vậy, ta dặn và phán cùng ngươi rằng, hãy để riêng ba cái thành. Nếu ngươi cẩn thận làm theo các điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay, tức là thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, và ban cho ngươi cả xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ ngươi. Rồi bấy giờ, ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành trước, hầu cho huyết vô tội không đổ ra giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, và không có huyết trên mình ngươi. Nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh chết người, rồi chạy ẩn núp mình trong một của các thành ấy, thì những trưởng lão của thành kẻ đó phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi, nộp vào tay kẻ báo thù huyết để nó chết đi. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó, nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Israel thì ngươi sẽ được phước. Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân người đã cấm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.
chứng độc chiết, không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác tội lỗi nào mà người đã phạm. Cứ theo lời của hai hay ba người chứng thì sự mới định tội được. Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ càng. Nếu thấy người chứng này là chứng dối đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình. Vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. Còn những người khác hay điều đó sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. Mắt ngươi chớ thương xót. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.